Chào mừng các bạn đã đến với bản tin về xe. Sau thị trường Hàn Quốc, Kia Sorento 2022 tiếp tục được giới thiệu tại Mỹ với 5 phiên bản dùng động cơ truyền thống và 2 phiên bản dùng động cơ hybrid. Thông tin chi tiết sẽ có trong video ngày hôm nay. Chúng ta cùng bắt đầu ngay bây giờ. So với phiên bản hiện hành, Sorento 2022 có nhiều nâng cấp về trang bị cũng như công nghệ. Khách hàng mua Sorento 2022 tại Mỹ có thể lựa chọn 5 phiên bản dùng động cơ đốt trong và 2 phiên bản dùng động cơ hybrid. Hai phiên bản S và SX trang bị hệ dẫn động 4 bánh, nay có thêm gói trang bị E-Slide. Những trang bị bổ sung ở gói này gồm cản trước hầm hố hơn và giá nóc. Ngoài ra, khoảng sáng gầm còn được tăng thêm 25mm. Sorento Hybrid S và ES nay có thêm tùy chọn dẫn động 4 bánh AWD bên cạnh dẫn động cầu trước FWD. Sorento Hybrid dùng động cơ xăng tăng áp 1.6 lít kết hợp cùng động cơ điện sản sinh công suất 227 mã lực. Phiên bản cao cấp nhất là Sorento E-Slide SXB 2022 có hàng ghế trước là loại chỉnh điện 14 hướng và có thêm bệ đỡ phía dưới thế hệ mới. Hàng ghế thứ hai là loại thương gia và được tích hợp chức năng sưởi. Từ phiên bản S trở lên, Kia trang bị tiêu chuẩn màn hình giải trí 10.25 inch tích hợp tính năng định vị và dẫn đường GPS. Tại Mỹ, Kia Sorento 2022 có giá bán khởi điểm là 29.490 USD, tương đương với 672 triệu đồng cho bản LX FWD. Khách hàng có thể chi thêm 1.800 USD, tương đương với 41 triệu đồng để lựa chọn hệ dẫn động 4 bánh AWD. Phiên bản S có giá là 32.290 USD, tương đương với 736 triệu đồng cho phiên bản FWD và 34.290 USD, tương đương với 781 triệu đồng cho phiên bản AWD. Phiên bản cao cấp nhất dùng động cơ đốt trong truyền thống là E-Slide SXB AWD có giá là 43.090 USD, tương đương với 982 triệu đồng. Đối với Sorento Hybrid, mức giá thấp nhất là 33.990 USD, tương đương với 775 triệu đồng cho phiên bản SFWD và 35.790 USD, tương đương với 816 triệu đồng cho phiên bản SAWD. Sorento Hybrid ES có giá là 35.990 USD, tương đương với 820 triệu đồng và 38.290 USD, tương đương với 873 triệu đồng lần lượt cho phiên bản FWD và AWD. Tại Việt Nam, Kia Sorento thế hệ mới có hai tùy chọn động cơ là động cơ dầu diesel 2.2 lít công suất 198 mã lực và mô men xoắn cực đại là 440 Nm và động cơ xăng 2.5 lít công suất là 177 mã lực, mô men xoắn cực đại là 232 Nm. Mẫu SUV này được giới thiệu đến người dùng Việt vào tháng 9 năm 2020. Thaco đang phân phối Kia Sorento 2020 với mức giá từ 1 tỷ 079 triệu đồng đến 1 tỷ 349 triệu đồng. Doanh số của Kia Sorento 7 tháng đầu năm tại Việt Nam đạt mức 3.362 chiếc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy để lại bình luận của các bạn về mẫu xe này. Đừng quên ấn like và subscribe kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.